没有，嗯，加班。进进，你没过来？哼，那车，喂，过来。Chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Câu Cá Vui. Hôm nay thì tôi đi đến một cái điểm câu khác. Bữa trước thì câu mấy cái điểm gốc cây dừa thứ. Ở đây vẫn còn cá. Thực ra câu vẫn được thôi, nhưng mà tôi muốn chuyển địa điểm khác câu cho có sự đổi mới tí. Câu cho nó có sự đổi mới tí các bạn. Dạo này thằng Thắng nó bận đi làm, nó ít đi. Tôi làm tự do nên là cũng có chút thời gian. Cắn này các bạn. Ấy, cắn ngay lập tức. Mới cá gì ấy. Ú, nên váy này các bạn. Khả năng váy cá chép ấy. Đấy, con váy đấy. Khả năng váy cá chép. Rút như thế mình giật hụt để hay quái này nhỉ. Cảm ơn thời tiết hôm nay nó nắng các bạn. Tôi chọn cái chỗ điểm nó râm râm đi ngồi cho sướng. Chứ nắng nóng khó chịu lắm. Mưa cả gì cắn. Ô. Cái gì cắn áo đi. Cái mương. Đặt xuống cắn. Giờ đây không hiện tượng gì. Cái mương quá, váy to thế. Vừa thấy có tăm cá chép rồi. Cá chép bằng này bảo sao cắn cười đi các bác. Chép đi. Không cười cho các bác xem. Bé quá. Bảo sao cắn. Đi đi. Rút ra ngoài kia là câu cá to. Có cá chép con là kiểu gì cũng có cá chép to các bác. Con này mắc mồi nhỏ rồi. Mặc mùi nhỏ đó. Chè bùi hát này cắn cái nhún. Nhía. Đấy. Có tầm ấy. Thằng muốn chép cũng chép rồi. Và ba lá nghe nhưng mà không cắn. Nó chưa cắn đấy. Ngày xưa biếu thì 5-7 lạng, nhưng bây giờ biếu tầm khoảng 3 đến 4 lạng nó bắt được rồi. À 4 lạng khó gì. Khó gì thật. Trước đi câu 3-4 lạng thả, giờ thì có đâu mà thả. Đa số là cái loại bằng ngón chân cái này nhiều. Dưới này là ổ rô phi, ổ giếc, ổ chép con, đấy, cá đấy. Nốt mồi thì pha thêm mồi ngồi giật tí. Này ngồi thì giật sai tay cái loại này. Cái phao này có mua đâu? Phao này em mua trên mạng. Cậu có nhiều không? Để lại tư cả. Có đúng một cái này. Mua đấy, đã đi mua theo bộ. Có một cái này thôi. Còn mấy cái đều đều. Vẫn còn mấy cái đều đều. 30-40 nghìn cái mỗi mua. Mỗi cái này là đắt tiền hay. Đây hả? À, chép đấy. Không biết to hay không rồi. Ủa to đấy. Chim à? Chim. Nhanh rồi mất bố nữa ấy. Không biết. Gật sớm. Ui. Ui rồi. Mày không bắn nữa.
Giờ này nó chơi dễ phát là bất nữa anh ấy. Mày có cái này hơi bàn căng ấy. Hơi bàn căng ấy. Có cá chim này tránh cho cái nãy có gạnh mà mất thì phí. Tiếc. Mất thì là tiếc, còn câu nãy không gạnh thì dễ mất cá lắm. Không gạnh chỉ đánh cá nửa nó thôi. Không gạnh chỉ đánh cá nửa nó với cá rô phi thôi. Còn cá đánh cá to thì lại cao nè, mất cá. Đây là tương à? Đó tương à? Không, nó là cám gà với cám mấy cái cám chim nhưng cũng xanh. Nay câu một tay. Còn đây cám cá, nay em câu một thơm. Thơm 90%. Thời gian đâu mà đi. Ở đây gần có việc còn vé. Ngay kia kìa, anh câu cái chỗ dưới. Cầu Dái à? À, cầu Dái thôi. Cầu Dái đi ra dịch ra chỗ bờ gần bờ ruộng ấy. Ui dồi ui, cá chép toàn lại bằng này. Câu gì đâu? Em nơi em câu không câu rồi. Ra trước em câu mà. À thế là nào? Có nghĩa là cái sông đấy, đúng cũng sông đấy nhưng mà cách cái chỗ cầu ấy xuống dưới đằng này khoảng à chỗ gần 15-20 mét. Cây dừa đấy hả? 15-20 mét nhưng mà bên bờ bên kia ruộng, bên ruộng bên kia. À. Vâng. Cá chép đẹp phết. Nó em trên này còn là to lắm nhưng mà tầm khoảng từ 3 năm nặng thì mấy con? 4 năm con. Có hôm mới đi câu này được. 4 năm con. Đấy tưởng lên 5-7 con là bình thường. Đây ở đây khá là nhiều. Điện điểm đấy cũng có cá. Nói chung là ở chỗ khu vực dưới này bây giờ có cá hơn trên chỗ em nhiều. Bố tổ chép. Chép này chết người không. Tôi về đây toàn mất cá to thôi. Tôi về đây toàn mất cá to. Nó về ai? Hả? Về ai? Không. Nó bị linh nhỏ quá toàn bung. À đứt. Nó linh. Nhau mới ăn vừa cá to vật bố cần ra cho mày cái nội dung đuổi đấy cái anh mà nãy thả thứ nhất là bắt được con 2,5 cân đây với một con kia này ở bên kia là được con 1,8 cân. Nhưng mà câu chắc mấy anh toàn câu cần yết đủ máy có máy hỗ trợ không anh đấy là không một câu máy à. Câu đơn một cái câu đơn cũng đơn như này một cần tay còn bên đây con 2,5 cân là bên đây cần đơn. Câu cần đơn mà 2,5 cân trường nó nhau mẹ keo nữa. Đấy hôm kia cũng lên con hôm kia là mình dòng con đấy cân 8. Đã tay luôn. À năm nó không như cần máy thì mình cảm giác nó yên tâm. Ừ. Cần này cảm giác nó hồi hộp. Mẹ gió thổi phát là mình ở đấy cá đấy. Cắn luôn đấy. Ven đi. Chuẩn bị đồ đi xuống đây mà chuẩn bị đồ xuống đây câu chơi ở đây gần nhà câu cho vui lâu được buổi đi câu lại chuyển ra cái điểm cũ này câu các bạn ngồi chỗ góc vái cái không ăn thua nông quá còn anh ấy hay câu đi gặp anh ấy mấy buổi gã anh ra câu chơi cho vui cắn nát phết các bạn này cá cắn nát phết cá ăn gần bờ sảnh mấy con đặt xuống khát cắn đặt xuống khát cắn. Đó quá. Đây khoa câu. Đó thổi bay cả phao cái kia. Rồi phi
Luffy cá chép. Điểm này nhiều cá thật đấy. Đủ các thể loại cá. Làm gì? Luffy cá chép, cá chim. Cá gì cũng có. Bữa trước con mê hoàng nhìn được cá loại cân 8 hay cân rưỡi để ngon đấy. 8 hay cân rưỡi là khu vực nào cũng to. Bây giờ một quán những cái loại hàng đấy là hàng khủng đấy. Chẹp một tí. Giờ nhiều chép bu bình này. Chép bu bình thôi. Toàn siêu chép ấy. Toàn siêu chép ấy, bằng hai đầu ngón tay, ngón chân cái. Thế vào đớp ăn như thật, kéo phao vút đi sợ. Này thì hơn cân thì úi giời. Con này 10 năm nữa thì hơn cân. 5 nữa. 5 nữa thì hơn cân. Cái nứa chép này của một loạt ấy, như kiểu thả phóng sinh ấy nhỉ. Như kiểu hàng phóng sinh ấy. Đều tắm tắt. Con nào cũng như con này. Ăn bao nhiêu mồi của mình? Quá to. Khủng khiếp.
cá đây, chép đây, chép bước. Câu ấy chép nhỏ mồm cho bị dính điện. Chép con chép nó mồm ra. Nắng quá phải trên bên đây ngồi các bạn, ngồi chỗ gốc cây thì cho mát. Gốc sùng này nó dọn nắm cá chép con ý. Nếu mà giật lia lịa, thứ đục chuyện thì giật lia lịa cá chép. Toàn nó bằng con chân cái. Quá trời cá chép con rồi. Thế này mà không sông không có kích, tầm khoảng 5-2 năm nữa thì nhiều cá chép to lắm các bạn. Cá chép con quá nhiều. Nhiều như nuôi trong ao ấy. Như cá gột, cá bột ấy. Đấy, ui dồi, toàn chép ngay trên người không. Dễ mất. Yep, siêu mini. Dù phi cái mà toàn chép cái tí xếp ơi, toàn chép này thôi. Từ sáng giờ toàn chép vào quên chữ cái không biết đâu. Nhiều chép này lắm, chép này nhiều lắm. Bây giờ nhặt chép cứ liên tục thế này chết người không, toàn chép bằng này mồi, toàn bắt chép con thôi, mồi này toàn bắt chép con thôi. Con tay này chán không đi. Câu nốt mùa này về các bác nhé. Cá cắn mạnh như toàn cá bé. Cá chết bé tí. Nhiều lắm. Câu cá cá chép nhỏ nhiều như trong ao nuôi gột luôn. Giật cái loại này nó không đã các bạn. Về nghỉ nuôi đi. Chưa còn làm việc ạ. Các bác đã yêu quý kênh đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ nhóm chúng tôi nhé. Và các bác chia sẻ video online cho mọi người, chia sẻ cho mọi người cũng biết nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Tôi câu đốt mồi tôi về đây. Bye bye các bác nhé. Bye các bác.